Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ hai ngày 8 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành giám sát về việc xây dựng, quản lý và sử dụng thiết chế văn hóa cơ sở giai đoạn 2017-2019. Đảng bộ xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ và xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025. Đẩy mạnh đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2020. Các nhà trường tăng cường định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Trường mầm non xã Yên Hòa có nhiều phòng học xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học. Tình trạng người tham gia giao thông vượt rào trên quốc lộ 5 vẫn diễn ra phổ biến. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 6, đoàn công tác của Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành giám sát về việc xây dựng, quản lý và sử dụng thiết chế văn hóa cơ sở giai đoạn 2017-2019 tại huyện Văn Giang, Tiên Lữ và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì buổi giám sát tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh. Giai đoạn 2017-2019, công tác xây dựng quản lý và sử dụng thiết chế văn hóa trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả nổi bật. Một số thiết chế văn hóa trọng điểm cấp tỉnh được đầu tư xây dựng, tiêu biểu là Bảo tàng tỉnh, 9 trên 10 huyện, thị xã, thành phố có trung tâm văn hóa, nhà văn hóa xã, thôn được đầu tư xây dựng. Huyện Tiên Lữ đã xây mới và cải tạo 7 nhà văn hóa xã và 37 nhà văn hóa thôn. Huyện Văn Giang đã xã hội hóa được hơn 11 tỷ đồng để xây dựng mua sắm trang thiết bị, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Tại các buổi giám sát, đoàn đã làm rõ một số vấn đề về công tác xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, tổ chức bộ máy quản lý, việc triển khai thực hiện các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho người dân, kinh phí đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, đặc biệt là nguồn xã hội hóa. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy yêu cầu các địa phương cần hoàn thiện quy hoạch, quan tâm bố trí ngân sách phù hợp để xây dựng các thiết chế văn hóa. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng quy chế quản lý, triển khai hoạt động tại các thiết chế văn hóa một cách thống nhất, sử dụng triệt để, tránh lãng phí, tăng cường phối hợp với các ngành địa phương để mạnh tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ văn hóa cơ sở theo chuyên đề, theo nhóm. Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh vừa phối hợp với tỉnh đoàn khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đoàn cho gần 200 cán bộ đoàn thanh niên cấp cơ sở tỉnh Hưng Yên năm 2020. Tới dự có đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại lớp học, các học viên được bổ sung kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ công tác đoàn, hội, đội, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ đoàn đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh đó, các giảng viên sẽ phổ biến các nội dung cơ bản, tập trung vào tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập huấn kiến thức các quy định của pháp luật, kỹ năng phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy cho đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt, triển khai nghị quyết đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2019-2024. Lớp học kéo dài từ ngày 8 tháng 6 đến ngày 12 tháng 6 năm 2020. Trong hai ngày 7 và 8 tháng 6, Đảng bộ xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Thủ Sĩ đã phát huy tinh thần đoàn kết, huy động các nguồn lực tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ 26 đề ra và đạt được những thành tựu quan trọng. Mức tăng trưởng kinh tế hàng năm 11%, các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và công tác an sinh xã hội được chăm lo, thực hiện đầy đủ, công tác quốc phòng an ninh củng cố giữ vững. Hàng năm, Đảng bộ xã đều đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, chính quyền đạt trong sạch vững mạnh, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được chú trọng, phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Thủ Sĩ phấn đấu tập trung thu hút các nguồn lực đầu tư, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ, tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt từ 10 đến 12%, thu nhập bình quân đầu người đạt 85 triệu đồng một năm, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2025, xã Thủ Sĩ đạt tiêu chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
Với tinh thần dân chủ, đại hội đã bầu 15 đồng chí vào ban chấp hành Đảng bộ xã Thủ Sĩ lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020-2025. Vừa qua, Đảng bộ xã chỉ đạo huyện Văn Lâm đã tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ 2015-2020, với tinh thần đoàn kết năng động sáng tạo, Đảng bộ xã chỉ đạo đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ giải pháp, hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu do Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 23 đề ra. Kinh tế ổn định, đã có bước tăng trưởng khá, tổng thu ngân sách 5 năm đạt gần 80 tỷ đồng, tăng gần 54 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước. Giá trị thu nhập trên hecta canh tác đạt 120 triệu đồng. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục được nâng cao. Các chỉ tiêu về dân số, y tế đều đạt so với chỉ tiêu an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy luôn chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ đảng viên. Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ và nhân dân xã chỉ đạo tiếp tục đoàn kết thống nhất, năng động sáng tạo, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 24. Mục tiêu phấn đấu đó là tiếp tục nâng cao sức chiến đấu của Đảng bộ, lãnh đạo hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân, phát triển kinh tế xã hội, huy động mọi nguồn lực sớm đưa xã chỉ đạo đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Khuyến nông tỉnh vừa tổ chức hội nghị tham quan đầu bờ nhằm đánh giá kết quả mô hình ứng dụng công nghệ cao để trồng dưa vàng dưa lưới tỉnh Hưng Yên phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng giai đoạn 2017-2020 tại xã Tống Chân, huyện Phù Cử. Mô hình được triển khai tại hợp tác xã sản xuất cung ứng rau quả và cây dược liệu An Tịnh Phát với quy mô 2.000 m2 nhà màng. Giống dưa được đưa vào trồng thử nghiệm là giống Ethanol RZ. Thông qua quá trình thực hiện, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đánh giá đây là giống dưa có thời gian sinh trưởng trung bình, tỷ lệ đậu quả rất cao, trọng lượng quả khá đồng đều. Ưu điểm của giống dưa này là không bị nhiễm bệnh héo xanh vi khuẩn và bệnh nhiễm virus do giá thể được xử lý kỹ trước khi đóng bình. Mô hình được đánh giá thành công về nhiều mặt, tạo điều kiện xây dựng nên quy trình kỹ thuật trồng dưa lưới theo hướng công nghệ cao, phù hợp với tỉnh Hưng Yên, tạo nền móng cho sự phát triển nông nghiệp công nghệ cao, bắt kịp xu thế sản xuất nông nghiệp hiện đại. Những năm gần đây, nhiều hộ dân huyện Tiên Lữ mở rộng diện tích trồng nhãn sớm cho hiệu quả kinh tế cao, tiêu biểu là trang trại trồng nhãn sớm hơn một mẫu của anh An Văn Vương ở thôn Dung, xã Hưng Đạo. Năm 2010, gia đình anh Vương bắt đầu bắt tay vào xây dựng trang trại trồng nhãn với quy mô 1,2 mẫu. Anh trồng 150 gốc nhãn Hương Chi và nhãn Đường Phèn là những giống nhãn cho quả ngon, được thị trường ưa chuộng. Thời gian trước, do chủ yếu canh tác theo phương thức truyền thống, nhãn cho thu hoạch vào thời điểm chính vụ, điên ra bán từng thấp. Khoảng 3 năm trở lại đây, anh để mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật và chăm sóc để nhãn cho thu quả sớm. Hiện nay các diện tích nhãn bắt đầu cho thu hoạch ước đạt khoảng 8 tấn quả với giá bán trung bình 40.000 đồng một kg, trừ mọi chi phí, gia đình anh thu lãi hơn 200 triệu đồng từ nhãn sớm. Năm nay, theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các địa phương phấn đấu có khoảng 30 sản phẩm OCOP được đánh giá xếp hạng đạt 3 sao trở lên, đồng thời hướng dẫn hỗ trợ các nhóm hộ, tổ sản xuất, hợp tác xã, nâng cấp hoàn thiện cơ sở sản xuất, hệ thống tổ chức sản xuất và kinh doanh. Đợt 1 năm 2020, đã có 5 huyện tổ chức đánh giá xếp hạng được 17 sản phẩm OCOP của 6 chủ thể, gồm huyện Yên Mỹ 4 sản phẩm, Khoái Châu 4 sản phẩm, Văn Giang 3 sản phẩm, Tiên Lữ 2 sản phẩm, Kim Động 4 sản phẩm. Ngoài ra, huyện Phù Cử đang hoàn thiện hồ sơ đăng ký tham gia đánh giá xếp hạng năm 2020 gồm 3 sản phẩm vải trứng, vải lai chín sớm, cam đường canh. Các huyện thị xã còn lại đang hướng dẫn lập hồ sơ. Dự kiến Hội đồng cấp tỉnh tổ chức đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP này khoảng 20 sản phẩm, đạt từ 3 đến 4 sao. Trong năm 2019 thì chúng tôi làm OCOP cho cái sản phẩm cam. Thì sau khi làm xong thì bà con công tác thu mua tiêu thụ sản phẩm rất là tốt. Sang năm 2020 này thì đặc biệt là cái vụ vải lai này thì chúng tôi đang tiến hành xúc tiến để cho hợp tác xã để theo sự hỗ trợ của tỉnh, của huyện
để làm cái ô cóp cho cái sản phẩm, cho cái quả vải lai chín sớm của Phù Cừ, là đặc trưng mỗi xã một sản phẩm. Đây là một các cái nhiệm vụ chính trị của địa phương và tạo điều kiện cho cái việc phát triển kinh tế của địa phương trong những năm tới có cái nhiều cái thuận lợi hơn. Việc đánh giá xếp hạng sản phẩm ô cóp sẽ khuyến khích tạo động lực cho các tổ chức kinh tế khắc phục các tồn tại hạn chế, tiếp tục nâng cấp và hoàn thiện sản phẩm, khích lệ phong trào thi đua khởi nghiệp dựa trên các lợi thế cạnh tranh, xây dựng ý tưởng, nghiên cứu đa dạng hóa các sản phẩm, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tăng thu nhập cho người lao động. Vì vậy, hiện nay các cơ sở sản xuất, hộ gia đình đang tích cực đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng các sản phẩm để sớm được đánh giá xếp hạng sản phẩm ô cóp. Nhà tôi là sản xuất được 12 sản phẩm, trong đó là 4 sản phẩm là đạt tiêu chuẩn ô cốp. Khi mình đạt được thì là nó rất thuận lợi về trong các cái việc vươn ra thị trường. Khách hàng là họ sẽ rất là thích những cái sản phẩm đã được chứng nhận ô cốp. Khi tham gia sản phẩm cốp thì nói chung là cũng có rất nhiều thuận lợi để phát triển được cái thương hiệu của châu Ấy Xấy Giòn, cũng như là tăng cái thương hiệu cũng như tăng cái khả năng bán hàng và đẩy cho cái người tiêu dùng, người ta tin tưởng hơn về cái sản phẩm của mình làm ra. Các sản phẩm được đánh giá xếp hạng lần này như mật ong, phấn hoa, sữa ong chúa, nano curcumin, bột nghệ, tinh bột nghệ, chuối chiên giòn, bột mầm đậu nành, trà mầm đậu đen, trà mầm đậu đỏ, trà mầm ngũ cốc, vải lai chín sớm, vải trứng, vân vân. Có liên kết chặt chẽ trong sản xuất tiêu thụ, tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, thị trường tiêu thụ đa dạng, có sức cạnh tranh cao, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Toàn tỉnh hiện có gần 73.000 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó hội nông dân huyện Khoái Châu có trên 12.000 hộ. Đây là đơn vị có số lượng hộ sản xuất kinh doanh giỏi nhiều nhất tỉnh. Trong đó cấp trung ương có 57 hộ, cấp tỉnh hơn 600 hộ, tiêu biểu như anh Lê Quang Thắng, xã Đông Tảo, được tôn vinh là nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2017. Anh Nguyễn Văn Thế, xã Hàm Tử, được tôn vinh là nhà khoa học của nhà nông năm 2018. Anh Nguyễn Hữu Hà, xã Tân Dân, được tôn vinh là nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019. Đây là những nông dân điển hình với mô hình nuôi và kinh doanh cả Đông Tảo, trồng nhãn và chanh vàng tứ quý, có thu nhập đạt từ 500 triệu đồng đến trên 3 tỷ đồng một năm. Để tạo động lực thúc đẩy phong trào phát triển sâu rộng, các cơ sở hội đã linh hoạt ứng dụng bằng nhiều hình thức hỗ trợ cho vay vốn, tổ chức các buổi chuyển giao khoa học kỹ thuật, tổ chức tham quan mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả, các mô hình trình diễn để tuyên truyền cho hội viên học tập và nhân rộng. Không chỉ thi đua vươn lên làm giàu, tính riêng năm 2019, các cấp hội trong huyện còn giúp đỡ 320 hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Công ty cổ phần Mirae có trụ sở tại xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ vừa bị Cục Thuế tỉnh Hưng Yên xử phạt vi phạm hành chính vì có hành vi khai sai số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Theo đó, công ty bị phạt 20% tính trên số tiền thuế khai sai, tương ứng gần 22,5 triệu đồng. Công ty cũng bị phạt tiền với hành vi vi phạm về lập hóa đơn không đúng quy định số tiền 7 triệu đồng. Ngoài ra, Mirae cũng phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, cụ thể bị truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 là hơn 112 triệu đồng, tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là gần 1,7 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, song song với công tác giáo dục đào tạo, các trường trung học phổ thông trên toàn tỉnh cũng ngày càng quan tâm thực hiện hiệu quả công tác tư vấn hướng nghiệp, trang bị cho học sinh những kiến thức kỹ năng, lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với bản thân, giúp học sinh có định hướng nghề nghiệp đúng đắn trong tương lai. Thời điểm này, những năm trước là giai đoạn các hoạt động hướng nghiệp diễn ra nhộn nhịp sôi nổi. Nhưng năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thay vì tổ chức các sân chơi, ngày hội hướng nghiệp như mọi năm, các trường trung học phổ thông cũng như các trường đại học cao đẳng cũng chuyển hướng sang tư vấn hướng nghiệp online hoặc qua kênh thông tin của cựu học sinh. Bên cạnh đó, duy trì thực hiện bộ môn giáo dục nghề nghiệp ngay từ năm lớp 10. Học sinh đã được học một tháng, một tiết với chủ đề, nội dung đa dạng, phong phú. Chúng tôi có phối hợp với các trường, đặc biệt là các cái trường nghề tư vấn online. Một cái kênh nữa đó là chúng tôi qua các cái thông tin địa chỉ của cựu học sinh thì chúng tôi giới thiệu các em lên các cái đơn vị tư vấn của trên Hà Nội. Các em lại về phổ biến cho các em ở trong lớp. Ngoài ra, các nhà trường đặc biệt chú trọng đến nội dung phân luồng học sinh thông qua kết quả học tập, các bài kiểm tra thường kỳ hoặc kỳ thi thử
do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức, đồng thời cập nhật đăng tải thông tin về hình thức, phương thức tuyển của các trường đại học cao đẳng. Từ đó giúp cho học sinh nhận thức được trình độ năng lực để có lựa chọn trường, chọn ngành phù hợp. Đam mê thì sẽ giúp cho các em là sẽ lựa chọn được cái ngành nghề mà phù hợp với khả năng của mình. Tuy nhiên là nếu mà chỉ có đam mê không thì mình nghĩ là chưa đủ. Bởi vì cái đam mê đấy nó phải dựa trên cái khả năng và cái kỹ năng của học sinh bây giờ. Đối với học sinh còn lại mà học lực ở mức trung bình ấy, thì chúng mình có tư vấn các em là lựa chọn các trường nghề, cho các em một cái nghề nghiệp trong tương lai. Thay vì là cứ phải lựa chọn các trường đại học trong khi đó cái khả năng của mình nó chưa có. Công tác hướng nghiệp có vai trò rất quan trọng bởi nếu tư vấn đúng, trúng và hiệu quả sẽ tạo tiền đề cho việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, tay nghề cao, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Hiện nay, trường mầm non Yên Hòa, huyện Yên Mỹ đang có nhiều phòng học bị xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến tính mạng của giáo viên và học sinh, làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy và học. Trường mầm non của xã Yên Hòa hiện có trên 10 lớp học đều được xây dựng trên 40 năm nay. Đặt ở 5 điểm thôn là thôn Thung Linh, Đông Hòa, Khóa Nhu 2 và thôn Thái Thịnh với trên 300 cháu đang học tại trường. Theo quan sát, một số cánh cửa của trường đã bị hư hỏng, sập xệ do mối đục khoét. Các mái đỡ cũng có dấu hiệu bị xuống cấp, ọp ẹp theo thời gian. Phòng học và phòng chức năng nhiều vết nứt quá to, các giáo viên tại đây phải dán báo để che đi nhằm tránh phụ huynh và các cháu nhỏ lo lắng. Hàng năm, trường đã cố gắng tự khắc phục, sửa chữa nhưng chỉ mang tính chất tạm thời. Xã cũng có quy hoạch đất và cũng có kế hoạch là xây dựng trường tập trung. Thế nhưng mà đến giờ phút này thì kinh phí chưa có nên là cũng chưa thể xây dựng được. Và hàng năm thì chúng tôi cũng sửa chữa, nâng cấp các cái điểm trường lẻ để đảm bảo an toàn cho các cháu trước khi bước vào năm học. Nhưng mà vì kinh phí cho nên là mỗi năm chỉ sửa chữa được một điểm. Đầu năm 2018, Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa đã xin kinh phí từ huyện và xây mới được một điểm trường mầm non là thôn Thung Linh với số tiền 2,5 tỷ đồng. Hiện 4 điểm trường còn lại vẫn đang phải học ở các lớp học đã xuống cấp, không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học mà còn có nguy cơ gây nguy hiểm đến tính mạng của các cháu nhỏ. Hiện nay, đường gom khu vực tổ dân phố An Thượng, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên tồn tại nhiều hộ dân xây dựng ki-ốt bán hàng lấn chiếm hành lang giao thông và hành lang đường điện cao thế 22 kV gây mất an toàn. Tại đây có hai công trình gồm trạm biến thế hạ áp và thiết bị đóng ngắt 22 kV của trạm đều bị các hộ dân xây dựng ki-ốt buôn bán hàng, lắp biển quảng cáo sản phẩm, kinh doanh dịch vụ dân sinh. Được biết, tại hai vị trí vi phạm nghiêm trọng, khoảng cách an toàn chỉ cách nhau gần 20 mét, thời gian xây dựng là từ tháng 8 năm 2018, sau khi xảy ra vụ cháy chợ An Tảo. Trong đó, có 4 hộ nằm trong phạm vi nguy hiểm, gồm Mai Xuân Đỗ, Lê Văn Hoàn, Vũ Phi Long và Vũ Thị Nha. Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn lập biên bản yêu cầu các hộ ký cam kết tự tháo dỡ các công trình vi phạm nêu trên. Tuy nhiên, đến nay, sau 2 năm, các hộ vẫn tái vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, mất an toàn về điện. Hiện nay, trên quốc lộ 5 đoạn qua thị xã Mỹ Hào, tình trạng người dân đi bộ vượt qua giải phân cách hay băng ngang qua đường vẫn diễn ra phổ biến. Vì vậy, số vụ tai nạn giao thông liên quan đến người đi bộ có chiều hướng gia tăng. Huyện Mỹ Hào có khoảng 13 km quốc lộ 5 đi qua, có mật độ giao thông tương đối cao. Nhằm bảo đảm an toàn cho người đi bộ dọc tuyến, được bố trí với 6 cầu vượt ngang đường. Nhưng nhìn chung, số người đi bộ chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ giao thông rất hạn chế. Nhiều người vẫn ngang nhiên đi qua đường, thậm chí không đi đúng vào vạch sơn dành cho người đi bộ. Tình trạng này tập trung chủ yếu ở những khu vực đông dân cư, trường học ở hai bên đường như tại các phường Phùng Trí Kiên, Bạch Sam, Minh Đức. Không chỉ người đi bộ vi phạm mà ngay cả các lái xe ô tô cũng đều bất chấp quy định để quay đầu tại các điểm cấm. Hiện Công an thị xã Mỹ Hào cũng đã xử phạt một số trường hợp người đi bộ trèo qua giải phân cách nhưng chủ yếu vẫn là nhắc nhở mọi người là chính. Gần đây nhất là vào tháng 2 vừa qua, tại địa bàn phường Minh Đức đã xảy ra một vụ và làm chết một người. Được biết, quốc lộ 5 đã khai thác trên 20 năm nhưng chưa một lần được sửa chữa lớn nên hiện cũng đang xuống cấp nghiêm trọng.